Người hâm mộ háo hức mua vé xem đội U23 Việt Nam đấu vòng loại châu Á. Rất đông người hâm mộ đã xếp hàng từ rất sớm để có được tấm vé xem đội tuyển U23 Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Troussi thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024. Ban tổ chức mở bán vé vào sáng ngày 3 tháng 9 và đã có hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng từ rất sớm tại sân Việt Trì. Ai cũng mong muốn có được chiếc vé xem đội tuyển U23 Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Troussi thi đấu vòng loại nhằm tìm vé đến vòng chung kết tại Qatar. Tuy người hâm mộ rất đông nhưng do ban tổ chức đã bố trí các khu vực hàng rào xếp hàng rất khoa học nên quá trình mua vé diễn ra khá thuận tiện. Anh Nguyễn Bá Khải, H. Cẩm Khê, Việt Trì, cho biết, mặc dù 9 giờ sáng ban tổ chức mới mở bán vé, nhưng hai bố con tôi đã có mặt tại đây từ 6 giờ 30. Tôi mong rằng thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để mang đến cho người hâm mộ những trận thi đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao để đáp lại tình yêu của khán giả. Giá vé để xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trên sân vận động Việt Trì khá hợp lý. Theo đó, có 3 mệnh giá được đưa ra lần lượt là 200.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng một vé. Mỗi vé có thể xem được 2 trận đấu của mỗi ngày thi đấu của bảng C vòng loại U23 châu Á. Sức hút của đội tuyển U23 Việt Nam đã được thể hiện rất rõ ngay trong ngày mở bán vé với rất đông người hâm mộ xếp hàng để cổ vũ đội bóng do huấn luyện viên Philippe Troussi dẫn dắt giành vé đến Qatar dự vòng chung kết. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển U23 Guam ở trận ra quân ngày 6 tháng 9. Lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussi gặp đội bóng U23 Yemen ngày 9 tháng 9 và trận cuối cùng U23 Việt Nam gặp đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á U23 Singapore ngày 12 tháng 9. Tất cả những trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á 2024 sẽ được trực tiếp trên kênh SCTV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.